Rồi, chào các bạn trở lại với kênh Thầy Họ Eboli. Các bạn thân mến, clip vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn cái thư viện là BDO. Thì bây giờ cái file đó các bạn download về, các bạn giải nén ra, thì đó là cái file BDO.php, chỉ một file duy nhất mà thôi. Rồi, bây giờ cái file đó thì các bạn phải để trong thư mục Model chẳng hạn, hoặc là thư mục Giao, thư mục gì đó, tùy các bạn đặt ha. Thì bây giờ tôi copy nguyên cái thư mục này, tôi tạo nguyên cái nội dung cái file đó, tôi Ctrl C. Bây giờ tôi sẽ tạo, đây là cái thư viện dùng chung cho cả admin và cả giao diện trang chủ ha. Thì tôi phải tạo một thư mục mới ở ngoài và tôi đặt tên là, rồi, thư mục model đi. Rồi trong đây tôi sẽ new một cái file mới, file này tôi vẫn đặt tên là bdo.php. Rồi, tôi paste hết nội dung trong cái file bdo thư viện, tôi paste vô đây. Rồi xong, nhắc lại một lần nữa, trong file này nó chứa cái gì? Một function, nó connect database, một function thực thi các câu lệnh như là sửa, thêm, xóa, và một function để truy vấn dữ liệu, tức là lấy dữ liệu ra theo yêu cầu nào đó ha, một điều kiện hoặc là nhiều điều kiện tùy theo cái câu SQL mình viết ha. Và ba cái hàm này là ba hàm chính để mình thực thi các model, danh mục, sản phẩm, khách hàng, bình luận, vân vân ha. Tức là trong trang web mình có những cái module nào thì mình dựa vào thư viện này để mình truy xuất cơ sở dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu. Rồi, mình trở lại nhiệm vụ của clip này của mình là mình sẽ làm cái việc là thêm danh mục. Thì bây giờ mình trở lại cái phần admin của mình. Rồi, admin của mình đó thì mình đang ở cái file index như thế này. Ví dụ nó đang mở cái phần mà add ha, thì mình mở cái form add lên, nó là cái gì? Đây là một cái form thuần tí về HTML thôi. Bây giờ mình muốn là cái form này nó thực thi cái gì ha. Rồi ok, đây, trong cái action này nè, các bạn có thể là xác định cái chỗ, cái nơi mà nó sẽ lấy dữ liệu trên form này về để nó tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì cái này là cái view đó các bạn. Thì bây giờ mình có thể là index.php ha. Tức là trong admin nó vẫn có file index ha các bạn. Rồi chấm phẩy ACT bằng S, ví dụ như vậy ha. Rồi sao nữa các bạn? Rồi, ở đây nếu mà khi mình submit tức là click vô cái phần thêm loại này nè, thì nó thực thi, nó sẽ chạy tới cái vị trí này và nó lấy dữ liệu ở trên đây về và nó thực thi thôi. Thì bây giờ để làm sao biết là nó đã click vào cái nút này hay chưa, thì ngay cái mà cái action này bằng S nè nha, ngay cái action này bằng S nè, S danh mục các bạn, S danh mục, rồi S danh mục ha. Thì ngay cái chỗ S danh mục này nè các bạn, mình sẽ làm cái gì đây? Mình sẽ kiểm tra ha, kiểm tra xem người dùng có click vào nút S hay không. Đó, đó, nghĩa là nếu mà cái action của mình ghi nhận như thế này, mình ghi như thế này, index chấm hỏi action S danh mục, thì đương nhiên nó chạy ngay tới cái vị trí này nè ha. Và mình kiểm tra thử. Rồi bây giờ cái form này là cái form post ha, method post, thì các bạn phải lấy dữ liệu ở trên đây về bằng post, và đây là tên loại ha, mã loại thì không có gì hết, và tên loại ha. Rồi mình lấy cái tên loại về, tên loại bằng gì, đây là phương thức post thì mình sẽ là $_post, và các bạn cho cái ngoặc vuông và dấu nháy đơn và chữ tên loại nằm đây, tức là cái input mình có cái name tên gì thì mình sẽ lấy giá trị đó về ngay cho đó. Rồi trước khi mình lấy tên loại này á, thì đương nhiên là mình phải kiểm tra ha. Nếu mà người ta click vô cái nút đó là nút nào, cái nút mà submit này nè, cái nút này nó chưa có tên, thì các bạn cho tôi một cái tên ha, name đó, bằng ví dụ như là thêm mới, ví dụ như vậy. Thì tôi sẽ kiểm tra cái thêm mới này có được click hay không bằng cái dòng lệnh như sau: nếu $shift-bot rồi ngoặc vuông nháy đơn thêm mới, nếu mà thêm mới này nó có tồn tại và nó đúng nghĩa là người ta có click ha các bạn, set nè là có tồn tại nè, nó tồn tại nè, và người ta có click hay không thì là và đúng đó, và nó đúng nghĩa là không cần cái hàm nào kiểm tra cả, nó chỉ cần nằm trong cái ngoặc đơn như thế này thôi. Nghĩa là trong câu lệnh if này nó có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là kiểm tra nó có tồn tại hay không nè ha, và nó trong ngoặc đơn, nghĩa là nó đúng nghĩa là người ta có click.
Thì nếu người ta có click vô nút thêm mới thì nghĩa là sao? Mình lấy cái tên loại này về và mình insert vô database hết. Đó, bây giờ giá trị đầu vào có rồi nè. Ha, giá trị đầu vào có rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc là viết câu lệnh SQL thôi. Rồi, câu lệnh SQL của mình viết như sau. Insert into ha, nếu các bạn quên cái câu lệnh thì các bạn có thể tra cứu trên trang W3Cool ha. Ví dụ như tôi vô trang W3Cool. Đó, quan trọng là mình nhớ từ khóa các bạn. Insert into. Đó, các bạn chỉ cần gõ vậy thôi, hoặc là gõ thêm chữ bi nữa. Thì ở đây nó show cho mình một số cái lệnh query. Nè, lệnh insert data nè, các bạn chỉ cần click vô đây thôi. Đó, thì cú pháp của nó như sau. Insert into, tên bảng mở ngoặc ra, tên cột và value là lấy giá trị về. Thì từng cái giá trị này tương ứng với từng cột này, từng cột này, từng cột này, từng cột này, từng cột này. Và ví dụ mình coi thí dụ cụ thể nè. Insert nè, into nè, cái tên bảng nè, tên cột nè, giá trị nè. Giá trị của nó phải để trong những giấy đơn nè. Trong giấy đơn nè. Vậy là ok, và sau đó mình thực thi thôi. Rồi, mình quay lại cái bài của mình. Mình chỉ cần là insert. Các bạn tập gõ đi cho các bạn nhớ insert into tới cái tên bảng. Bảng của mình là bảng gì các bạn? Danh mục ha. Rồi, cái cột của mình tên gì? Tên loại. Mã loại thì mình không cần ha, mã loại tự động tăng rồi. Tên loại của mình là, tên cột của mình là name. Đó, mình đã đặt tên name. Nhớ ha, mấy cái clip trước mình đã thiết kế database á thì cái tên loại này mình đặt tên là name. Rồi, value. Value có S luôn nha các bạn. Rồi, mình lấy cái gì mình đưa vô đây các bạn? Có phải là tên loại không? Cái giá trị mình vừa lấy về từ form đó. Tên loại ha. Nháy đơn ha. Đô la tên loại. Đó, insert into tên bảng, tên cột, value. Giá trị thứ nhất nè, này nè, này mình vừa lấy từ form về nè, mình đưa vô database luôn nè. Đó, đúng không? Coi lại một lần nữa. Rồi, value có S ha. Viết hoa, viết thường gì cũng được ha. Viết hoa thì nhìn nó có sự phân biệt hơn. Rồi, bây giờ để thực thi câu lệnh này thì mình làm sao các bạn? Có phải là mình phải tham khảo tới cái phần mà thư viện video không? Thư viện video hiện nay là mình để đâu? Mình để ở ngoài ha. Model video. Thì ở đây mình include cái thư viện đó vô. Include thư viện đó vô ha. Thì include như thế nào? Mình đang là trang admin trong, mình đang là trang index trong admin, thì mình muốn ra trang cha chấm chấm xuyệt ha. Mình vô thư mục là model, mình xuyển cái bdo.php. Đó. Như vậy là mình đã thấy lấy thư viện về rồi. Rồi, cái thư viện bdo của mình á, tôi mở ra đây luôn ha. Rồi, để thực thi insert mới nãy đã nói rồi ha. Cái hàm này là cái hàm thực thi câu SQL. Đó, mình cứ biên nguyên này về. Ha, cứ biên nguyên này về. Rồi, mình để đây các bạn. Đấy, ok, chấm phẩy. Nghĩa là nó thực thi vô cơ sở dữ liệu. Rồi, bây giờ mình test thử. Bây giờ nó đã thực thi xong thì làm sao các bạn? Mình phải thông báo cho nó, hiểu không? Mình thông báo là đã thực thi xong. Đó, ví dụ như tới đây mà không có lỗi gì hết thì là mình thông báo là thực thi xong. Thì để thông báo ra cái file mà s.php á, tại vì cái file mình sẽ hiển thị là s.php ha, thì mình phải có một cái biến gì đó, ví dụ cái biến thông báo. Biết bi thì dễ lắm, các bạn muốn khai báo cái biến nào các bạn chỉ cần đô la và cái tên biến thôi. Thông báo. Rồi, cập thêm thành công. Rồi, ok ha. Thì bây giờ mình muốn hiển thị cái biến này nè ở cái form thông báo. Đây, form thông báo là vô danh mục S. Bây giờ mình muốn hiển thị nó ngay đây chẳng hạn. Thì làm sao? Mình mở một cái thẻ BHP ha. BHP. Rồi. Mình mở một thẻ BHP. Mình có thể là kiểm tra nó có rộng hay không, nó có giá trị hay không trước khi mình echo ha. Thì bây giờ tôi làm tắt luôn, tôi cho echo qua đây luôn chẳng hạn. Nó không có thì thôi, nhầm nhò gì. Còn ví dụ như nó nói là cái biến này nó không có thì bây giờ mình mới kiểm tra. Ừ, nếu nó có tồn tại và nó khác rỗng thì mình mới echo. Thì mình sẽ kiểm tra như sau. Nếu nó có tồn tại, set là có tồn tại hay không. Nếu nó có tồn tại cái biến này hay không và cái biến này nó có các khác rỗng hay không. Ha. Đó, thì mình nếu nó thỏa điều kiện đó thì mình echo nó ra, còn không thì thôi. Thì cái này cái sự ràng buộc hết sức là logic và mình cần nhớ hay mình làm cái giống gì mình phải kiểm tra dữ liệu đầu vào trước rồi muốn gì muốn ha. Rồi, bây giờ mình chạy thử cái kết quả mình đang làm nãy giờ. Đâu rồi quý vị ơi. Làm xong dục đâu rồi? Đây. Rồi bây giờ nè, trang chủ nè, é danh mục nè. Bây giờ tôi thêm này ha. 1 2 3 thêm mới. Rồi, nó thông báo lỗi là các bạn mừng đi ha. Đây nè,
nó nói là cái bảng này nó không được tìm thấy trong database này. Nghĩa là sao các bạn? Nghĩa là mới nãy cái thư viện BDO của mình đó, mình vừa bắt vô nhưng mà mình chưa thay đổi lại tên database. Tên database của mình là gì? Danh không phải cái gì ta? Dự án mẫu đúng không? Đúng không thì phải coi lại mới biết. Rồi, coi lại ha. Cách đây mấy clip rồi cho nên quên. Rồi các bạn click vô đây nè. Các bạn kiểm tra biết biên min nè. Dự án mẫu 2021 ha, có chữ 2021 nữa. 2021. Rồi ok. Các bạn chạy lại một lần nữa, kiểm tra lại một lần nữa ha, danh mục ha. Rồi, mã loại. Mã loại không cần nhập ha, nó disable rồi thì nó tự động nó tăng rồi ha. Bây giờ tên loại mình nhập vô nè. 1 2 3, ví dụ như vậy. Thêm thành công, thấy nó hiện lên không? Rồi, bây giờ mình vô database mình kiểm tra thử coi nó có thêm thành công thật sự hay không. Rồi, danh mục. Rồi, thêm thành công rồi ha các bạn ha. Rồi ok, rất là xịn sò. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần hướng dẫn thêm dữ liệu cho bảng danh mục ha. Với các bảng khác nếu mà nó có nhiều cột hơn thì các bạn chỉ thay thế cái phần này thôi các bạn ha, thay thế cái phần mà có bao nhiêu cột, có bao nhiêu giá trị là nó ok. Hiện tại danh mục chỉ một cột thôi thì nó làm rất là nhanh, làm mình xong cái phần thêm dữ liệu cho bảng danh mục. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Mình sẽ làm là show danh sách và xóa danh mục đã nhập. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.